Chào anh nhé. Chào vợ chồng thanh niên, chào cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Giờ hôm nay mình có nhân dịp có kết nối, thành viên kết nối của mình đến đây để mình tham gia. Dạ. Hồi hộp không anh? Hồi hộp. Sao thấy tay rung? Ít có khi mà lên chương trình này từ xưa giờ mình cũng ít có làm quen cái chương trình. Dạ. Yeah. Lần đầu tiên được làm phỏng vấn đó. Lần luôn đó. Dạ. Yeah. Anh biết đến kênh của Thành Nguyên lâu chưa? Có cách đây cũng được nửa năm rồi đó. Nửa năm rồi. Thành ra thì cũng khá lâu rồi đấy. Dạ. Yeah. Bình thường là một ngày Thành Nguyên đăng 1 đến 2 lít. Đúng mà nửa năm đó, thì bây giờ nhân lên là biết bao nhiêu lâu lắm rồi. Mình coi chương trình Thành Nguyên rất là nhiều, mình cũng rất là mến mộ Thành Nguyên kết nối cái chương trình này rất là ý nghĩa. Vâng. Rồi ngày hôm nay anh cho Thành Nguyên hay nào, ngày hôm nay anh đến từ đâu anh ha? Mình đến từ thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Từ Đồng Nai à? Tỉnh Đồng Nai. Từ Đồng Nai mà mình xuất phát đi về đây thì mình nghĩ cũng 7-8 tiếng ạ. Đúng rồi, thì cũng khá lâu. Dạ, vậy là anh xuất phát đi từ lúc nào? Đi lúc 12 giờ đêm á. 12 giờ đêm? Mà mình đi xe đò hay là sao? Xe khách hả? Mình đi xe của mình lên tới Sài Gòn, mình gửi lại. Rồi mình đi xe đò lên. Tại vì sợ buồn ngủ á, xe đò lên. Lên tới bến xe Cần Thơ là 5 giờ sáng. 5 giờ sáng? Đấy, 5 giờ sáng. Dạ. Vâng. Với cái chặng đường khá là xa, cùng với cái sự nghiêm túc của mình, Thành Nguyên cũng chúc cho anh thật là nhiều may mắn trong hành trình đi tìm ý trung nhân anh ha. Cũng giới thiệu tên mình. Tên mình là Nguyễn Ngọc Minh. Sinh 1973. Anh Nguyễn Ngọc Minh, 1973. Vâng, vậy là năm nay là 50 rồi. 50. Công việc của anh Minh là hiện tại anh đang làm gì? Trước đây là mình buôn trái cây, cũng ở miền Tây này, đi Đà Nẵng, mình cũng đi đường dài đúng không, buôn trái cây. Nhưng mà cách đây cũng 2 năm trở lại đây thì mình chuyển nghề khác. Thì mình nhận vận chuyển hàng cho công ty heo mấy chó. Hiện giờ mình vẫn còn làm công việc đó. Là đưa hàng cho Metro. Đúng rồi. Vâng, vậy là mình lái xe đúng rồi, giao hàng đó luôn. Đúng rồi. Vâng. Và thường thì cái hàng đó là của Metro nói mình đi trở về hay là của mình nhập cho Metro ấy? Mình lấy ở Metro với cái ở dưới công ty với kia nó ký kết với cốc Metro này á, là mình chở nên mình giao. Công việc đó chắc cũng ổn định hay ổn định thì nó đúng đó, cũng ổn định cuộc sống. Cái thu nhập anh có thể cho thêm biết hay xíu không? Thì nó cũng trên dưới 30 trả lại thôi, cũng đủ sống. Trên 30. Chứ cũng không có vất vả gì. Hiện tại thì anh Minh, tình trạng hôn nhân của anh là như nào? Hôn nhân của mình thì cũng ly thân thì cũng cách đây nó cũng 7 năm rồi. Vâng. Nhưng mà ly dị thì cách đây cũng cỡ nửa năm. Thì mình cũng có được đứa gái, nó học đại học, nó ra trường, nó cũng đi làm ổn định rồi. Vâng, vâng. Như vậy là trước đó là anh ly thân 7 năm. Đúng rồi. Bây giờ nửa năm ly hôn nữa là thành khoảng gần 8 năm. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Tại vì mình cũng có đứa con rồi, mình níu kéo để mình hy sinh cho nó thành đạt được. Nó không có khổ như mình vậy đó. Bây giờ nó đúng là con nó cũng trưởng thành rồi. Thì mình cũng mới tính được cuộc sống của mình riêng tư. Con anh bây giờ lớn chưa? Nó năm nay 24 tuổi rồi. 24. Bây giờ đang ở với ai? Nó hiện giờ thì nó làm ở đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh mình á. Chứ còn ở thì nó cũng chưa chọn là ở dưới ba ha, ở dưới mẹ. Như vậy là anh có một người con thôi? Có một người con thôi. Tại vì vợ chồng hợp mình biết từ xưa giờ rồi. Nhưng mình cũng biết được, mình viết chế được cái lối sống để mà sau này con nó không có bị khổ như mình. Lỡ có một đứa con thì thôi mình cũng hy sinh cho nó trọn vẹn như thôi. Vâng.
Rồi thì thầy Nguyên hỏi như vậy để cho các cô sau này biết được cái tình trạng hôn nhân của anh cũng như là công việc và điều kiện của anh như nào anh ha. Rồi ngày hôm nay thì anh Minh anh mong muốn bày tỏ tìm cái ý trung nhân của mình như nào anh cho thầy Nguyên hay nào. Thì cái nguyện ước của mình thì đến đây thì cũng nhờ thầy Nguyên kết nối cầu nối cho mình thì tìm một hạnh phúc hôn nhân còn lại của mình đó. Thì thật sự mình bây giờ thiếu thốn nhất là cái tình cảm thôi. Chứ còn tiền bạc hay là bất cứ một cái gì gọi là thì mình đã qua hết rồi. Mình đã có rồi. Thì mình cũng không mong muốn gì. Mình chỉ cần một cái tình yêu đích thực. Mình sống thật sự là mình sống nội tâm. Mình cần cái tình cảm mà người đó hy sinh cho mình. Là mình thấy cảm thấy đủ rồi. Chứ không cần không đòi hỏi bất cứ một cái điều gì. Còn nhà cửa hay là này kia nọ thì mình cũng có hết rồi. Nếu người đó thật sự thương mình thì đến với mình. Mình sẽ che chở cho người đó qua một đời còn lại. Thì mình dành hết cái tình cảm cho người đó vậy đó. Độ tuổi các cô thì anh mong muốn sao? Thì từ 55 xuống 45 vậy đó. Thì tại mình 50 mà. Có thể lớn hơn 5 tuổi được. 5 tuổi. Và ít hơn khoảng 5 tuổi. Hoặc là nhiều khi nói vậy chứ cái duyên của mình cũng không nói trước được điều gì. Thì nói vậy chứ mình dự tính là như vậy thôi. Thôi thì cứ tùy duyên anh ha. Tùy duyên đi. Bởi vì hay hơn. Thấy anh chia sẻ rằng là ít tuổi hơn cũng được mà nhiều hơn cũng được. Thì Thành Nguyên thấy đối với anh Minh thì tuổi tác cũng chỉ là cái con số thôi. Đúng rồi, con số thôi. Không hẳn là quan trọng. Nhất thiết, đúng rồi. Quan trọng là cái người đó biết cho mình được cái tình cảm mình đón nhận hay không thôi. Chứ còn cái tuổi thì mình cũng không quan trọng lắm. Như vậy là điều kiện của các cô sao cũng được, nếu như không có thì có thể về bên anh. Đúng, anh sẽ chăm lo cho cô đó, đúng không? Trường hợp nhưng mà các cô mà đang vướng bận con cái đó thì nó có trở ngại gì đối với anh không? Thì nói gì chứ mình cũng chấp nhận, nếu mà mình đã thương người mẹ thì mình che chở được cho người con thôi. Với cái khả năng mình che chở được. Với cái mức thu nhập lúc nãy anh Ngọc Minh chia sẻ thì trên dưới 30 kia thì đối với cuộc sống bây giờ là Thành Nguyên thấy cũng khá ổn đấy. Bởi vì mức sống của người dân Việt Nam mình bây giờ thường là khoảng trên dưới 10 triệu thôi. Mình tại vì mình cũng có nhiều nghề nên cái cuộc sống của mình không có gì bi quan trong cái lối buôn bán này, cái động bất cứ mình cái điều gì mình cũng có thể mình qua được. Mình có thể làm được. Nghề của mình nghề buôn bán. Vâng, nói chung ai mà có được cái năng khiếu buôn bán là một cái lợi thế đấy, một cái điểm mạnh đấy. Bởi vì mình không có làm được cái này, mình có thể xoay qua đúng cái rồi. Hướng khác mình làm ngay, đúng không? Đúng rồi. Chứ không ngồi không. Nhưng mà nó cực lắm. Còn là một năm, 12 tháng không có nghỉ được ngày nào hết. Buôn bán thì đâu có cực ai nói là không cực đâu. Thức khuya dậy sớm rồi di chuyển nhiều. Đúng rồi. Rồi anh Minh chia sẻ cái điểm mạnh và điểm yếu của anh cho thầy Minh nghe thêm nào. Thì cái điểm mạnh của anh thì quyết đã quyết đó, tính một cái công chuyện gì đó là mình quyết là mình phải làm cho bằng được. Điểm mạnh đó ha. Còn cái điểm yếu của mình thì mình sống nội tâm, nó thật mình sống nội tâm. Sống bất cứ một người nào thì mình cái điều mình mong nhất là phải sống nội tâm. Là mình ok. Chứ mình không cần gì hơn. Rồi anh Minh chia sẻ thêm cho thành viên trong cuộc sống của anh thì có thường xuyên dính vào những cái tệ nạn này chưa? Không, cái đó thì từ xưa giờ mình, từ bé tới giờ mình sống, mình đã sống nội tâm thì mình hiểu được cái lối sống ở xã hội nó như thế nào mình mình khai trừ ra được cái trong những cái khoảng đó, không cờ bạc, không rượu chè, không này không kia, nhưng mà có điều hút thuốc, cà phê là cái đó hàng ngày của mình.
là cái đó là cái tính xấu của mình đó. Còn nhậu nhẹt là thì hoàn toàn. Theo thầy Nguyên nghĩ thì cà phê thì cũng không có đến nỗi, bởi vì cái đó nó làm cho mình tỉnh táo để làm việc hơn. Đúng, 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 đúng. Nhưng mà trường hợp như cô nào đó mà không có thích được cái mùi thuốc đó, thì muốn anh bỏ thì anh có sẵn sàng vì người đó không? Thì mình cũng có thể mình cai được. Cái gì mình người ta cai được thì mình cai được thôi. Chứ không có gì khó. Rồi ok, thì Thành Nguyên cứ hỏi như vậy đi để cho các cô biết, các cô sắp xếp gói ghém ha. Đúng rồi, đúng rồi. Trường hợp như mà có cô nào đó ở những cái vùng xa xa như miền Trung, miền Bắc hay những vùng xa, nếu muốn kết nối với anh thì anh sẽ có dự tính nào? Thì trong mọi miền xa là gần thì cái đó thì mình theo tùy duyên đi. Chứ mình cũng không có quan trọng là cái tình cảm mà người đó đem đến cho mình vậy đó. Ở đâu có cái tình cảm đặc biệt dành cho mình thì mình cứ tính, đúng không? Đúng, đúng, đúng rồi. Chứ còn không nói là xa gần hay là gì đó. Nếu như mà sau này kết nối thành công thì cái hướng mà anh tính cho hai người là như nào? Anh muốn về bên anh phần nhiều hay là sẽ về bên cô là phần nhiều? Thì cái đó thì bên nào cũng được hết á. Gọi là mình cũng dễ xử lắm. Cái lối sống của mình, tại vì mình cũng dân buôn bán thì bất cứ cái nơi nào mình sống cũng được, tùy theo. Nếu mà hợp thì nhau thì nó rất là dễ, cái đó là dễ rồi, không có cái gì hết. Thì Thành Nguyên cứ hỏi như vậy đi, bởi vì đúng rồi, đúng rồi. Sau này các anh các chị mà trò chuyện với nhau đó, thống nhất là cái điều kiện bên nào tốt thì mình sẽ tính ấy ha. Đúng rồi. Thành Nguyên hỏi thì việc Thành Nguyên cứ hỏi thôi. Đúng, 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 đúng. Tính toán thì sau này cứ tùy vào cái điều kiện thực tế thực tế thôi. Chứ mình thì bây giờ cũng y như là độc thân như đó, không có vướng bằng bất cứ cái điều gì. Nên là đi đứng hay là gì đó, cái chuyện đó nó cũng rất là dễ dàng cho đối phương. Tính từ cái thời điểm mà anh chị chia tay nhau đến nay đó thì trong khoảng thời gian đó anh có tìm hiểu thêm cô nào nữa không? Gọi là không có thời gian mà để đi tìm hiểu mất. Thật sự mà nói không có thời gian. Gọi là 1 năm 12 tháng là không có ngày nào mình nghỉ, tại vì cái mối làm ăn giao thịt này là mình đi xa đó, buộc mình đi suốt vậy đó. Không có thời gian nghỉ đâu. Có bữa nay là mình nhơn ra ráng lắm, kêu người thế vô trời mà cũng giặt dù lắm mà. Tại vì mình giao mối có cái mì chô ở miền Tây này á, mình biết được lâu lấy hàng của người ta như thế nào thế nào. Nó khó cho mình là vậy. Thật sự như anh Ngọc Minh này, anh chia sẻ cho Thành Nguyên về cái chặng đường đi của anh. Anh đi lên Sài Gòn anh gửi xe, đúng rồi. Sau rồi anh lại bắt xe khách đi về đây, đúng rồi. Rồi từ bến xe rồi lại thêm một chặng đường đi về cho Thành Nguyên nữa. Đấy. Và anh cũng chia sẻ rằng là công việc thì cũng khá là bận và anh phải sắp xếp mãi thì hôm nay mới quyết định đi. Đúng rồi. Và qua cái câu chuyện của anh Minh ấy, thì Thành Nguyên cũng chia sẻ thêm cho các cô chú các anh chị trên cộng đồng chút xíu về cái vấn đề này. Chia sẻ của Thành Nguyên đó thì anh Minh xem thì anh cũng biết rồi, Thành Nguyên không có làm qua điện thoại, qua Zalo. Đúng rồi. Và về đây thì Thành Nguyên phải xác minh danh tính, xác minh giấy tờ đâu vào đó thì Thành Nguyên mới làm. Dạ, có như vậy thì đối phương của mình người ta mới yên tâm, đúng không? Đúng, đúng. Và cái thứ hai nữa thì cái cảm xúc mà khi mà ngồi trò chuyện trực tiếp như thế này đó thì nó sẽ thể hiện một phần tính cách cũng như là con người của mình. Đúng, đúng, đúng. Còn nếu như mà mình làm qua điện thoại, qua Zalo đó thì thật sự là cái hình ảnh của nó không có được rõ nét và sắc nét. Đúng, đúng. Xác minh danh tính thì cũng chỉ xác minh qua hình ảnh và qua những cái điều đó thì cũng chưa phải là chắc chắn. Đúng, nên đúng, là đúng. Lý do đó mình cũng không có làm. Trong cuộc sống của chúng ta đó thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đúng. Nên Thành Nguyên cũng mong tất cả các cô chú các anh chị trên cộng đồng thì nếu như trong lúc phỏng vấn thì như anh Minh đây, không biết là bây giờ anh có còn hồi hộp còn rung không? Còn nhớ, tại vì mình cũng không có đến chương trình như thế này thì đương nhiên có sự hồi hộp. Nhiều khi mình rung, mình hồi hộp thành ra là có những cái ý mà mình truyền tải cho mọi người nghe đó. Đúng, không có hết ý. Đúng, đúng, thành ra là không biết là cô làm cho mọi người có cái điều gì đó không hài lòng. Đúng. Thì cũng rất là mong mọi người cũng hoan hỉ bỏ qua. Đúng, đúng, đúng. Nhiều khi mọi người cứ ngồi sau cái camera, mọi người ngồi sau cái màn hình á thì mình chỉ xem thôi và mình tâm lý mình rất là thoải mái, nhưng mà cái người mà ngồi trước cái ghế đó nhìn vậy mà cái ghế đó nó nóng. Đúng rồi. Nó khó. Chính xác, nó thật sự nó. Với mình ở ngoài đời mình cũng rất là bản lĩnh, mình cũng cứng rắn, mình cũng này kia, nhưng mà thật sự mình vô đây là mình gọi là mất phương hướng, bị khớp luôn. Bị khớp. Như Thành Nguyên thì lâu lâu Thành Nguyên cũng vậy, nếu như sức khỏe Thành Nguyên mà tốt
thì Thành Nguyên sẽ ngồi cùng với anh ở trên đó để Thành Nguyên nói chuyện. Một hôm nào đó mà Thành Nguyên thấy cái thần thái của Thành Nguyên mà không có được tốt lắm thì Thành Nguyên xin phép được ngồi sau này để Thành Nguyên trò chuyện với anh các chị thôi. Có nhiều khi lên đó mà mình mặt mũi không được tỉnh táo lên là cũng bị người này nói vô người kia nói ra nữa. Đúng rồi. Nhưng mà Thành Nguyên thì dễ, còn như các anh thì bắt buộc là phải xuất hiện rồi. Đúng, chính xác. Rồi, ok anh Minh. Thì Thành Nguyên cứ hỏi như vậy đi, rồi không biết là cuối chương trình anh Minh có cái điều gì đó muốn nhắn gửi tới cho các cô cũng như là quý khán giả đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều. Thì mình cũng chúc cho vợ chồng Thành Nguyên cố gắng kết nối được cộng đồng này, thì cái điều đó là cộng đồng mạng này ai cũng mong muốn. Giữa mình cũng xin chào cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Một ngày tốt đẹp. Cảm ơn anh rất nhiều. Thành Nguyên cũng chúc cho anh Nguyễn Ngọc Minh là nhiều sức khỏe và thành công, cũng như là sớm được ý trung nhân của mình hồi đáp lại sớm cho anh ha. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, thì những gì anh Minh chia sẻ thì quý vị cũng đã nghe, và những gì cần hỏi Thành Nguyên cũng đã hỏi rồi. Còn bây giờ Thành Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây nhé quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành theo một ngày.